Chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị dự án 6 căn nhà rất là mới thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 6 căn nhà này thì rất là gần với đường ô tô, nó cụ thể là thuộc Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông. Từ vị trí căn nhà này cách với trục đường quốc lộ 21B, nó chỉ khoảng phạm vi bán kính khoảng tầm 400m thôi mọi người ạ. Giao thông đi lại rất là thuận tiện, xung quanh gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với ngã ba Ba La, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm. Với căn nhà này, đường ngõ trước nhà 2m, cách với đường ô tô đi lại rất gần. 6 căn đã có sổ đỏ đầy đủ, chính chủ bàn giao nhà luôn. Trong 6 căn nhà này thì đã bán 2 căn và còn lại 4 căn ở bên trong. Mời mọi người theo em khám phá cụ thể một cái căn này. Với cái thiết kế của căn nhà này thì diện tích là từ 34 cho tới 36m² mọi người ạ. Có căn là 37m mọi người nha. Và toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà đều được lát gạch rồi. Thiết kế cửa toàn bộ ở đây đều thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính. Mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này với thiết kế rất là hài hòa. Tầng 1, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là phần để xe. Phần gạch lát nền kích thước 60-60 hoàn thiện xong hết, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện, hồ sơ nước, pháp lý rõ ràng, giá chào bán từ 2 tỷ 300 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng đông bắc. Từ vị trí căn nhà này đi lên tới trung tâm hành chính quận, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 4 cây thôi. Giao thông đi lại thuận tiện, cách với cầu Trắng Hà Đông khoảng tầm 6 cây, đi lại nói chung là ok. Và từ vị trí căn nhà này thì đi ra tới bến xe Nghĩa khoảng tầm 2 km mọi người ạ. Mặt tiền của ngôi nhà thì từ 3m4 cho tới 3m6 mọi người nha. Hướng nhà ở đây toàn bộ là hướng đông bắc. Phần để xe ngoài kia rồi, đây là phần phòng bếp ở thiết kế ở phía dưới tầng 1 thì phần phòng bếp đã được hoàn thiện gần như chỉnh chu rồi. Thiết kế phòng bếp rất là rộng, đây là cái phần để tủ lạnh mọi người ạ. Đó. Còn đây tủ bếp đã được hoàn thiện xong, căn nhà này thì hoàn thiện xong lên tới 97% rồi, còn một chút về cái phần dọn dẹp nữa thôi là mọi người có thể dọn đồ về ở ngay, pháp lý rõ ràng, sổ đỏ chuẩn chỉnh với cái thiết kế rất là hợp lý. Đó. Với cái phần tủ bếp này thì thiết kế toàn bộ là tủ gỗ mọi người ạ. Tủ gỗ công nghiệp, phần mặt bếp thì là ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm đều được lắp đặt và thiết kế đầy đủ rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay quý vị. Nếu như mà muốn tham khảo cái căn nhà này thì với cái tầm tài chính chi trả trước tiền mặt khoảng tầm tối đa trong Ngọc Ánh khoảng tầm 7 đến 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm mọi người nha. Ngoài cái phần tầng 1 để xe và phần phòng bếp thì ở đây còn có một phòng vệ sinh nhỏ nhắn nhưng mà đáp ứng được cái công năng sử dụng cho phía tầng 1, đó là bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh đây. Đó. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà như quý vị nhìn thực tế luôn. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite với cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và cái phần để xe thì có một cái vách gỗ CNC ở đây cũng khá là hợp lý. Đó. Ngăn cách giữa phần cầu thang và cái phần để xe mọi người ạ. Căn nhà này sân ngõ trước nhà rất rộng, lại còn cả một cái khu vực để xe riêng. Vậy phòng khách như thế thiết kế ra sao? Mời các em lên trên phía trên tầng của ngôi nhà để khám phá xem phòng khách để như thế nào. Đây chính là phần phòng khách thiết kế theo kiểu phòng khách ở trên tầng 2, thiết kế theo kiểu hiện đại. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Quan trọng nhất đó là cái vị trí Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người, xung quanh những cái vị trí tiện ích xung sinh hoạt hàng ngày thì nó rất là tiện lợi. Nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 500m, đã có cho quý vị đầy đủ trường mầm non cấp 1, cấp 2 cũng như là chợ dân sinh, đi lại rất là thuận tiện. Đó. Quý vị nào mà đang đi làm ở cái khu vực quận Hà Đông hoặc là ở Thanh Xuân Hất Lại, hoặc quý vị ở đây mà có làm ở dưới mạn Thanh Oai thì cũng rất là ok nha. Đi lại nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 6 đến 7km quay đầu thôi. Và giữa phần phòng khách ở đây, ngăn cách với cầu thang cũng có một cái vách gỗ, tủ gỗ ở dưới đây mọi người ạ. Này, để trang trí, để đồ lặt vặt, rất là ok. Giá chào bán hiện tại của căn nhà này là 2 tỷ 350 triệu đồng, đầy đủ sổ đỏ chính chủ, bao toàn bộ phí thuế mọi người nha. Cái giá đó là cả nhà và đất 4 tầng, bao toàn bộ phí thuế cho quý vị, mọi người không nghe nhầm đâu. Giá rất là hợp lý với một căn nhà 4 tầng, diện tích sử dụng tổng của 4 cái căn 4 tầng này, nó phạm vi khoảng tầm 150m, gần 150m mọi người ạ. Đó. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2 hướng ra bên ngoài đây, hướng ra mặt ngõ. Thì cái phần phòng ngủ này nó khoảng tầm 9m² mọi người ạ. Đó, cũng được lát gạch rồi.
Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa, toàn bộ hệ thống trần thạch cao đều được thiết kế. Đây, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Đó, cửa đây. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đó. Và ngoài ra phía tầng 2 còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị đây đầy đủ về bồn cầu cũng như hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Đó. Phòng vệ sinh được ốp gạch 2/3 lên tới 2/3 của trần rồi. Dây chờ bình nóng lạnh này, lavabo đây. Nói chung là mọi người ơi, nước các thứ là đã có đầy đủ hết rồi. Đây, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm Việt Pháp. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với thiết kế tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế hai phòng ngủ trong và ngoài mọi người ạ. Cái căn phòng ngủ phía bên trong thì nó rộng hơn một chút, nó khoảng tầm 12 đến 13 mét vuông. Lên trên phía tầng 3 này thì chủ nhà lát gạch vân gỗ, nhìn nó rất là giống với lại sàn gỗ nhưng mà không phải mọi người ạ. Cũng có cửa sổ hướng ra phía đằng sau đây. Rất là thoáng mát, hướng nhà đông bắc mọi người ạ. Đó, nói chung là về cái thông số nhà thì Ngọc Ánh chuẩn chỉnh, mọi người muốn tìm hiểu thì có thể là inbox Ngọc Ánh gửi sổ đỏ cho mọi người xem trực tiếp nhé. Đây, phòng ngủ tiếp theo ở tầng 3. Thông thoáng. Như vậy lên trên phía tầng 3 đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi, phòng khách này, phòng bếp này, phần để xe này, đó. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Đó. Nói chung thiết kế đơn giản nhưng mà cái tối ưu cái công năng sử dụng với cái diện tích 34 cho tới 36 mét mọi người ơi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là một cái căn phòng riêng biệt, quý vị có thể để làm phòng thờ hoặc quý vị có thể để làm phòng ngủ, cái này thì tùy công năng sử dụng. Tuy nhiên nếu như mà tính lên tới tầng 4 của ngôi nhà thì căn nhà này đã có 4 phòng riêng. Đó, tất cả các phòng đều có cửa. Rất là chắc chắn. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tiếp theo ở đây là khu vực để máy giặt. Đó, sàn thoát nước, đầu chờ vào. Phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Thiết kế rất là tối ưu công năng sử dụng. Cái vị trí thì đi lại cũng rất là thuận tiện. Đó. Trên sổ đỏ thể hiện thì cái căn nhà này là nó thuộc tổ 8 Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội mọi người ạ. Giá chào bán căn nhà hiện tại 2 tỷ 300 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888 0111414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.